Ta sẽ hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 32. Đại gia sở. Sở. Sở vệ kinh nghị hôm nay đặc biệt là sợi. Yo. 一大早的就能得到美女的赞赏, 今天肯定有好事的. Ta sẽ chào, chào cả nhà buổi sáng. Chào à, chào buổi sáng. 小北经理今天特别的帅. Giám đốc Tiểu Bắc hôm nay đặc biệt đẹp trai. Thơ bể đặc biệt, xoay đẹp trai. Ý ta chào tờ, chiêu nữ tớ tao mỹ nữ tớ chăn sẵn. Mới sáng sớm thì được sự khen ngợi của mỹ nữ. Ý ta chào, mới sáng sớm. Tớ tao được mỹ nữ chăn sẵn, khen ngợi, tán thưởng. Jin thiên khẩn tiên dỗ hào sư. Hôm nay chắc chắn có chuyện vui. Khẩn tiên, chắc chắn, khẳng định. Hào sư, chuyện vui, việc tốt. Sáng 3点一过, 我爱去哪就去哪. Hãy là xin với Yang Junxian thán条件, 拿 合约换个总经理来做做, 折磨折磨清水里面的沈建红, 等折磨够本了, 再走人也来得及. 下午三点一过, 我爱去哪就去哪. Hãy qua 3 giờ chiều nay, tôi thích đi đâu thì đi đó. Y là hãy, kết hợp với từ chiêu ở câu sau thì. Qua, qua, ai, yêu, thích. Hãy sư xin kinh giảng chuyên xển thẳng thiểu chen. Nói điều kiện trước với Dương Tuấn Hiền hay hơn. Hãy sư, hay hơn, vẫn hay hơn. Thẳng thiểu chen, nói điều kiện, ra điều kiện. Nã hở duê hoan cơ trùng chiên lì lại chua chua. Lấy bản hợp đồng đổi làm tổng giám đốc thử xem. Trở mổ trở mổ chiên sư nữ rỉnh tờ sần chiên hủng. Dày vò thẩm kiến hoàng người khinh thường phụ nữ. Trở mổ dày vò chiên sư khinh thường xem nhẹ. Tần trở mổ câu bình là chai chậu rỉnh về lại tờ chỉ. Đợi đến khi dày vò đủ rồi đi cũng còn kịp. Câu bệnh đủ vốn, lãi tờ chỉ, kịp. Đại gia tổng, tổng giám đốc, anh xuất hiện rồi, sao mà không nói trước một tiếng? Ai tổng giám đốc chơi được không? Đại gia chào, chào mọi người buổi sáng. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh xuất hiện rồi, anh xuất viện rồi à? Sao mà không nói trước một tiếng? Sao cũng không nói trước một tiếng? Thỉ chén, trước, trước thời hạn, trước giờ. Sô y sân, nói một tiếng. Trùng chinh lì chi sơ bù chua. Sắc mặt tổng giám đốc rất tốt. Chi sơ, sắc mặt bù chua, tốt, không tồi. Nà, đố khuyên của lọc của trọng của. Ây da, đây là thiên, xin khổ lạ. Nà, phải đó. Đố khuyên của lọc của trọng của. May mà có vợ anh chăm sóc. Tô khuy may mà. Trao cụ chăm sóc, sự chăm sóc. Ta cha trơ xe thiên xin khổ lạ. Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Trơ xe thiên mấy ngày nay. Xin khổ, vất vả, cực khổ. Wà mân bù xin khổ. Xui xin khổ đó sù san jie. Yêu dì hóa sớ đó. Wà mân bù xin khổ. Chúng em không vất vả. Chơi xin khổ tờ sư của san chế. Người vất vả nhất là chị ba của em. Dẫu chơi hỏa sở tờ, mồm mép láo lĩnh. Hello. Tổng giám đốc. Tôi đã quay lại làm việc rồi. Giờ đừng có thể khai nhỏ trai nữa. Hả? Anh khai cái vãn xạo. Làm sao? Tôi không ở công ty trong 2 ngày. 我们要出什么事儿？ 没什么大事儿。 那就好， 你忙你的。 Liên lộn, lâm lung. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. 我都回来上班了。 Anh đã trở về làm việc rồi. 你就不要再开小差了。 Em đừng bỏ đi làm việc riêng nữa nhé. 开小差, rời bỏ vị trí làm việc để làm việc riêng.
跟你开个玩笑，撸为M thôi。开玩笑，撸。顺便给大家一个发自内心的建议，一定要把自己的健康照顾好，躺在医院里啊，老难受了。顺便给大家一个发自内心的建议，nhưng đây anh có một kiến nghị xuất phát từ đáy lòng với mọi người. 顺便, sẵn tiện, nhân tiện, kỳ ta cha cho mọi người, pha chữ nảy sinh xuất phát từ đáy lòng, chiên y, kiến nghị. Ý tiên giao bà chữ chỉ tới chiên khăn trao cô hảo, nhất định phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình. Bà giới từ chiên khăn, sức khỏe, mạnh khỏe, trao cô hảo, chăm sóc tốt. Thằng cha y yên lì ạ, nằm trong bệnh viện. Lào nản sâu là khó chịu lắm. Lào rất quá lắm. Nản sâu, khó chịu. 小北，我记得我住院之前提醒过你，咱们跟德国那边三个月的短期约要到约了。啊，是，我让玲珑发邮件追踪了。啊。小北，我记得我住院之前。Tiểu Bắc, anh nhớ trước khi anh nhập viện. Chi tờ, nhớ.住院入院之前 trước khi thí sinh cô nị từng nhắc em thí sinh nhắc nhở chán mình cân tử của na biên san cơ duyên tờ toàn chi duyên giao tao duyên là bản hợp đồng ngắn hạn 3 tháng của chúng ta và phía nước Đức sắp hết hạn rồi san cơ duyên 3 tháng toàn chi ngắn hạn toàn chi duyên bản hợp đồng ngắn hạn tao duyênđến kỳ hạn, hết hạn. Sư, của Răng Lĩnh Lũng pha dấu chen, truy tung là. Phải, em bảo Lâm Lung gửi email hỏi rồi. Truy tung, theo dấu vết, theo dõi. Giám đốc sư 交代过我，我当天就把邮件发过去了，可是到现在都没有回音。Giám đốc sư 交代过我，giám đốc có căn dặn em. 交代.căn dặn, dặn dò, giao nhiệm vụ. 我当天就把邮件发出去了. Em đã gửi email ngay ngày hôm đó rồi. 当天, trong ngày hôm đó, ngay ngày hôm đó. 发出去, gửi đi. 可是, 到现在都没有回音. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không thấy hồi âm. 回音, hồi âm. 你们还真能拖, 怎么就不能积极点?什么事都得我出院盯着，我还要你们这哼哈二将干嘛呀？你们还真能拖，hai em ngâm giỏi thật. Thua kéo dài thời gian. Chậm mà chịu, bố nững chi chỉ tiền nữa. Sao lại không thể tích cực một chút hả? Chi chỉ tích cực. Sớm mà sư tôi tỷ của chu yên tiên trợ. Việc gì cũng phải chờ anh xuất viện xử lý. Tiên trợ.Nhìn chằm chằm, theo dõi sát, theo sát. 我还要你们这哼哈二将干嘛呀? Anh còn cần hai trợ thủ đắc lực các người để làm gì? 那我赶紧发封邮件，再追一下。这么重要的事儿，你就让个会计盯着，万一出了岔呢？ 那我赶紧发封邮件，再追一下。Vậy em nhanh chóng gửi email hỏi tiếp. Cảnh chỉnh, nhanh chóng. Truy, truy hỏi. Trơ mờ trung giao tờ sư, vì quan trọng như vậy. Trung giao, quan trọng. Nì chiêu răng cơ khoai chi tiên trợ. Em cho kế toán xử lý. Quan y chu là cha nè. Lỡ mà xảy ra chuyện không hay thì sao? Quan y lỡ mà ngộ nhở. Chu cha, xảy ra chuyện không hay.他英文比我好，我也没想这么多，我就想腾出点时间来，多干点别的事儿。你，他英文比我好，cô ấy giỏi tiếng Anh hơn em. 我也没想这么多 ，em cũng không có nghĩ nhiều như vậy. 我就想腾出一点时间来 ，em định để dành thời gian. 腾出一点时间 để dành một chút thời gian. 多干点别的事 làm nhiều việc khác.多干，làm nhiều，别的事，việc khác.
你行了，建红，你刚出院，不适合生气，有什么事儿回办公室再说吧。小北，你去忙吧。哦，走啊，走啊。你em xin lỗi Chen Hồng, được rồi Kinh Hoàng. Nì căng chu yên, bù sư hở sân chi, anh mới xuất viện không nên tức giận. Bù sư hở không thích hợp, sân chi tức giận. Dù sở mở sư hủy ban công sư trai xua bạ, có việc gì về văn phòng hẳn hay? Trai xua hẳn hay. Xiao bệ, nì truy mãn bạ. Tiểu Bắc, em đi làm việc của em đi. Chầu á, đi thôi.怎么回事？这是，这石国军的手机向来二十四小时开机的，难道？怎么回事？这是 việc này là sao？ 怎么回事？ nguyên nhân sự việc là như thế nào？ 这石国军的手机 điện thoại di động của Thạch Bá Quân向来二十四小时开机的 luôn mở máy 24/24。Xiang lại, từ trước đến giờ, luôn luôn. Khai chi, mở máy. Nản tao, chẳng lẽ, lẽ nào. Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 32 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.